Ngày 2 tháng 10, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hậu, 35 tuổi, ngụ ấp Phương Quế A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp về hành vi giao cấu nhiều lần với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé gái 13 tuổi. Trước đó, sau khi ly dị chồng, mẹ cháu bé kết hôn với Phạm Văn Hậu và có hai người con chung. Vào ngày 24 tháng 9, bé gái đã đến công an xã Phương Bình tố giác bị cha dượng xâm hại nhiều lần trong thời gian ngắn tại nhà và ngoài đồng ruộng. Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận trong tháng 9 năm 2019 đã quan hệ tình dục 3 lần với bé gái tại nhà và trên xuồng trong lúc đi bắt cá ngoài đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.